Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như diều gặp gió, vượng vận quý nhân, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy tay, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động sự thật cuộc đời tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tháng 3 âm lịch năm 2024, được thần tài báo mộng, làm ăn trúng lớn, mua nhà, mua đất, mua xe, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, một bước đổi đời xứng tầm đại gia, cả làng đỏ mắt ghen tị. Kính thưa quý cô bác anh chị, tháng 3 âm lịch, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Kỷ Mùi 1979. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị Kỷ Mùi 1979 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao và đội ngũ ban biên tập kênh Minh Đường Tử Vi cũng như công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật, cũng như sẽ cô đọng chất lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh về tử vi của 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý cô bác anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót. Và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý cô bác anh chị Kỷ Mùi 1979 thông cảm hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi Việt ngày một phát triển. Quý cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người. Quý cô bác anh chị Kỷ Mùi 1979 nhé! Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây không để cô bác anh chị Kỷ Mùi 1979 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Tháng 3 âm lịch năm 2024, theo các thầy tử vi luận giải thì tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, mã đáo thành danh, công danh sự nghiệp phất mạnh, một bước đổi đời tiền nhiều như nước. Đầu tiên sẽ là luận tử vi tổng quan về vận mệnh tuổi Kỷ Mùi 1979, sinh năm 1979 trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi 1979 theo âm lịch, quý bản mệnh đang cảm giác trông chênh mà quên rằng mình may mắn tới mức nào. Tháng 3 âm lịch năm 2024 này sẽ là một tháng không mấy thuận lợi cho bản mệnh Kỷ Mùi 1979. Con giáp này sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách và áp lực từ nhiều phía. Nguyên nhân chủ yếu là do nguyệt lệnh lâm suy ảnh hưởng đến tâm trạng tư duy và quyết định của Kỷ Mùi 1979, cho nên quý bản mệnh rất dễ bị dao động lo lắng và mất tự tin trước những cơ hội và thay đổi trong cuộc sống. Kỷ Mùi 1979 cũng có thể bị cám dỗ bởi những lời mời gọi hấp dẫn nhưng không rõ ràng về công việc đầu tư hay hợp tác. Điều này có thể khiến quý bản mệnh dễ rơi vào những rắc rối và mất mát nếu không cẩn thận để vượt qua những khó khăn này. Thì Kỷ Mùi 1979 cần phải giữ vững tinh thần, ý chí và niềm tin vào bản thân nhé, và đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi những thành công hay thất bại của người khác.
quý bản mệnh hãy nhìn nhận mình một cách khách quan và tự nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của mình nhé. Hãy tập trung vào những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống của mình. Đừng mơ mộng quá về những gì xa vời. Hãy nhớ rằng, những điều tốt đẹp sẽ luôn xuất hiện khi Kỷ Mùi 1979 không ngừng cố gắng về công việc. Với kiểu thị trường sao động hiện nay đang rất khó khăn và cạnh tranh cao, thì bản mệnh Kỷ Mùi đang xin việc chắc chắn sẽ cảm nhận rõ sự khó khăn này khi mà có mọi thứ thật giả lẫn lộn. Nếu không thận trọng thì cũng rất dễ bị lừa và mất tiền đó. Chính vì thế Kỷ Mùi nên kiểm tra kỹ thông tin uy tín và chính sách của công ty trước khi nộp hồ sơ hay phỏng vấn. Đồng thời, Kỷ Mùi 1979 cũng nên chuẩn bị kỹ năng kiến thức và kinh nghiệm để có thể tự tin ứng tuyển nhé. Những bản mệnh Kỷ Mùi 1979 đã có việc làm ổn định thì cũng không nên chủ quan hay thoải mái. Kỷ Mùi 1979 cũng có thể gặp phải những áp lực xung đột hay là tranh chấp trong công việc. Kỷ Mùi 1979 cũng có thể bị thu hút bởi những lời mời chuyển đổi công việc mà khiến Kỷ Mùi 1979 suy nghĩ rất nhiều. Kỷ Mùi lúc này nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Kỷ Mùi 1979 chính cũng nên giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và khách hàng, thì mới học hỏi trao đổi và hợp tác với những người có kinh nghiệm và chuyên môn cao hơn mình để nâng cao năng lực và hiệu quả công việc. Về phương diện tình cảm của quý bản mệnh trong tháng 3 âm lịch năm 2024 này cũng không mấy suôn sẻ. Những bản mệnh Kỷ Mùi 1979 đã có gia đình hay bạn đời thì sẽ gặp nhiều mâu thuẫn bất đồng và cãi vã. Nguyên nhân ở đây có thể là do sự khác biệt về quan điểm tính cách hay lối sống. Kỷ Mùi 1979 và người ấy cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những vấn đề về tiền bạc, công việc hay gia đình. Điều này khiến cho hai người không còn thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương nhau như trước. Và để khắc phục những khó khăn này thì Kỷ Mùi 1979 cần phải có sự kiên nhẫn, linh hoạt và thông cảm. Kỷ Mùi lúc này nên lắng nghe hiểu chia sẻ cùng người ấy về những gì mình đang gặp phải, thì Mùi cũng nên biết cách nhượng bộ, xin lỗi và tha thứ khi có sai sót. Kỷ Mùi 1979 cũng nên dành thời gian và tình cảm cho người ấy và tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn hay đi du lịch cùng nhau để tăng cường gắn kết và hạnh phúc nhé. Những bản mệnh Kỷ Mùi 1979 mà đang còn độc thân thì cuộc sống đang có những dấu hiệu thay đổi tích cực. Khi mà Kỷ Mùi 1979 tìm được người khác giới sẵn sàng bầu bạn chia sẻ cuộc sống với mình, Kỷ Mùi 1979 có thể gặp người ấy qua những hoạt động xã hội, công việc hay bạn bè, thì quý bản mệnh nên biết cách tận dụng cơ hội này để tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài nhé. Kỷ Mùi 1979 cũng nên tỏ ra thân thiện, chân thành và quan tâm đến người ấy. Kỷ Mùi 1979 cũng nên biết cách bày tỏ cảm xúc của mình một cách rõ ràng và trung thực. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý cô bác anh chị Kỷ Mùi 1979 cùng lắng nghe những dự ngôn luận giải chi tiết về những dấu hiệu liên quan đến các phương diện bao gồm sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Vậy bước sang tháng mới thì quý bản mệnh Kỷ Mùi 1979 sẽ đón nhận những khó khăn và thử thách gì, và làm cách nào tận dụng những cơ hội để sớm ngày đạt được cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác anh chị Kỷ Mùi, sinh năm 1979 cùng lắng nghe. Và dấu hiệu đầu tiên sẽ là dấu hiệu về phương diện sức khỏe của quý cô bác anh chị Kỷ Mùi 1979 trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, nhưng không phải ai cũng biết cách bảo vệ và chăm sóc nó. Đặc biệt với bản mệnh Kỷ Mùi 1979, sức khỏe thường bị ảnh hưởng bởi tâm trạng và tình cảm. Khi tâm trí luôn căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, thì sức đề kháng của cơ thể sẽ giảm đi rất nhiều. Điều này khiến cho bản mệnh Kỷ Mùi 1979 rất dễ mắc các bệnh tật về thể chất như cảm cúm, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, mất ngủ. Vì vậy, Kỷ Mùi 1979 cần phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn nhé. Trong thời gian này, quý bản mệnh không nên coi thường hay bỏ qua các triệu chứng bất thường của cơ thể. Khi cảm thấy không khỏe ngay lập tức, Kỷ Mùi 1979 nên đi khám bác sĩ ngay, hoặc là dùng thuốc theo chỉ định. Đừng tự ý dùng thuốc hoặc chữa trị theo kiểu dân gian mà không có căn cứ khoa học. Ngoài ra, Kỷ Mùi 1979 cũng nên xây dựng một lối sống lành mạnh và khoa học để nâng cao sức khỏe, đó là ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, cân đối các loại thực phẩm thì nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, thịt cá và tránh ăn quá nhiều đồ chiên rán, đồ ngọt, đồ mặn, và hãy tập thể dục thường xuyên ít nhất là 30 phút mỗi ngày. Chắc chắn Kỷ Mùi 1979 sẽ có thể chọn các hình thức tập luyện phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ, tập yoga,
bơi lội và hãy nghỉ ngơi đủ giấc, không thất khuya hoặc ngủ quá nhiều. Kỷ Mùi 1979 nên có một giấc ngủ chất lượng từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Trước khi đi ngủ, Kỷ Mùi 1979 nên tắt điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử khác để tránh ánh sáng xanh gây mất ngủ, giải tỏa căng thẳng và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Kỷ Mùi có thể làm những việc mình yêu thích như nghe nhạc, xem phim, đọc sách, vẽ tranh, vân vân, thì Kỷ Mùi cũng nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và nhận được sự động viên và an ủi. Và dấu hiệu thứ hai sẽ là dấu hiệu về phương diện tình duyên và gia đạo của quý bản mệnh Kỷ Mùi trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Tháng 3 âm lịch năm 2024 này là một tháng không mấy thuận lợi cho bản mệnh Kỷ Mùi 1979 trên phương diện gia đình. Theo luận giải mới nhất, tháng này tứ hành xung cho thấy có khả năng xảy ra những mâu thuẫn bất đồng hay cãi vã giữa các thành viên trong gia đình. Điều này khiến quý bản mệnh Kỷ Mùi 1979 cảm thấy lo lắng, bối rối và không biết phải làm sao để hòa giải. Lúc này, quý bản mệnh có thể tự trách mình rằng có phải do mình đã làm sai điều gì quan trọng mà dẫn đến tình trạng này. Trước hết, Kỷ Mùi cần bình tâm và tìm cho mình một không gian riêng để suy nghĩ và nhận ra nguyên nhân của vấn đề. Có thể Kỷ Mùi 1979 đã quá bận rộn với công việc hay những hoạt động cá nhân mà quên mất việc chăm sóc và quan tâm đến gia đình, hoặc có thể Kỷ Mùi 1979 đã có những hành động hay lời nói không tế nhị, không tôn trọng hay không thấu hiểu với người thân. Khi Kỷ Mùi 1979 đã hiểu rõ được điểm sai của mình, thì chắc chắn Kỷ Mùi lúc này nên sửa chữa và cải thiện thái độ của mình. Khi giao tiếp với gia đình, hãy dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình, lắng nghe và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, hỗ trợ và động viên nhau vượt qua khó khăn. Ngoài ra, Kỷ Mùi cũng nên lựa chọn cẩn thận những lời khuyên từ người ngoài. Có những lời khuyên có thể giúp Kỷ Mùi giải quyết vấn đề hiệu quả, nhưng cũng có những lời khuyên có thể làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Kỷ Mùi 1979 lúc này nên biết phân biệt và lọc lấy những lời khuyên hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đồng thời, Kỷ Mùi cũng nên tôn trọng và cảm ơn những người đã dành thời gian và tâm huyết để giúp đỡ Kỷ Mùi 1979, bởi họ cũng chỉ muốn Kỷ Mùi 1979 có được một cuộc sống hạnh phúc. Cuối cùng, nếu bản mệnh Kỷ Mùi 1979 là người độc thân, thì tháng 3 âm lịch năm 2024 này cũng là một tháng có nhiều cơ hội để Kỷ Mùi tìm kiếm tình yêu. Lúc này Kỷ Mùi nên dũng cảm và chủ động trong việc tiếp xúc và làm quen với người mà Kỷ Mùi 1979 thấy hợp ý nhé. Tuy nhiên, Kỷ Mùi 1979 cũng không nên vội vàng hay thiếu suy xét. Khi quyết định bước vào một mối quan hệ, thì Kỷ Mùi nên xem xét kỹ các tiêu chuẩn cần thiết cho một người bạn đời như tính cách, sở thích, gia cảnh, công việc, để tránh rơi vào những tình huống khó xử hay đổ vỡ sau này. Vậy bước sang tháng 3 âm lịch năm 2024 này, tình hình công việc, sự nghiệp của quý cô bác anh chị Kỷ Mùi sẽ có chuyển biến như thế nào? Thì xin mời quý cô bác anh chị cùng tiếp tục lắng nghe dấu hiệu thứ 3 là về phương diện công danh sự nghiệp như sau. Quý bản mệnh Kỷ Mùi đang có cơ hội lớn để thăng tiến trong công việc trong tháng 3 âm lịch này, đó là nhờ vào sự xuất hiện của bát bạch ngũ tại cung chính nam. Mà trong lá số tử vi của Kỷ Mùi 1979 thì bát bạch là sẽ mang theo may mắn và thuận lợi cho bản mệnh Kỷ Mùi 1979 trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là trong công việc. Nhờ vào sự giúp đỡ của bát bạch, công việc của Kỷ Mùi 1979 trong tháng này diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Con giáp này sẽ có được nhiều cơ hội để thể hiện khả năng và năng lực của mình, cũng như nhận được sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp. Theo tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024, bản mệnh Kỷ Mùi 1979 có thể mong đợi được tăng lương tháng hay nhận được các dự án quan trọng và lớn. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng tràn đầy hoa lá, bản mệnh Kỷ Mùi lúc này cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thử thách trong công việc. Và một trong số đó là sự tham vọng quá mức của họ. Kỷ Mùi 1979 rất tự tin vào bản thân, họ luôn muốn chủ động tham gia vào những dự án lớn và quan trọng. Những dự án có thể giúp họ định vị bản thân tại nơi làm việc một cách hiệu quả nhất có thể. Tuy nhiên, cơ hội như thế không phải lúc nào cũng có sẵn, trừ khi họ tự tạo ra nó ngay từ bây giờ bằng cách thể hiện thật tốt bản thân trong công việc. Đôi khi bản mệnh Kỷ Mùi cũng có xu hướng không hài lòng hay thậm chí là thất vọng với những gì mình đã đạt được, thì họ sẽ luôn mong muốn có kết quả rực rỡ và ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, đó chính là lý do mà tại sao họ thường xuyên cảm thấy buồn chán và mệt mỏi trong công việc.
Quý bản mệnh cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những lời bàn ra tán vào xung quanh, nhất là từ những người ghen tị và ganh ghét với thành tích của quý bản mệnh. Chính vì thế nhiều bản mệnh Kỷ Mùi lúc này có ý định thay đổi công việc thì hãy tìm kiếm một môi trường mới và thoải mái hơn nhé. Tuy nhiên, đây không phải là một quyết định khôn ngoan. Những người ghen tị với Kỷ Mùi 1979 luôn xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, không chỉ ở nơi làm việc hiện tại của Kỷ Mùi 1979. Và thay vì trốn tránh hay để ý đến những lời tiêu cực, thì quý bản mệnh nên chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống và công việc. Kỷ Mùi 1979 lúc này chỉ nên tập trung vào những điều tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kỷ Mùi 1979 cũng nên biết điều độ trong việc đặt ra những mục tiêu cho bản thân. Hãy làm theo khả năng và sức chịu đựng của mình, chứ đừng quá ép bản thân hay là so sánh mình với người khác. Vậy là Kỷ Mùi đã biết được những điều cần biết về tình hình công việc của mình trong tháng 3 âm lịch này. Hãy tin tưởng vào bản thân và nỗ lực để đạt được những mục tiêu cao hơn nữa nhé. Và dấu hiệu thứ tư cũng là dấu hiệu cuối cùng sẽ là dấu hiệu về tài lộc của quý bản mệnh Kỷ Mùi 1979 trong tháng 3 âm lịch năm 2024 như sau. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Kỷ Mùi, thầy tử vi thấy có thiên đức độ trì bản mệnh, điều này sẽ giúp Kỷ Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc và tài chính. Tháng này là thời điểm thuận lợi để Kỷ Mùi 1979 khởi động những dự án mới, đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng và tận dụng những cơ hội phát triển bền vững. Chắc chắn Kỷ Mùi có thể đón nhận được nhiều nguồn thu nhập mới hoặc được thăng tiến, tăng lương thưởng. Kỷ Mùi 1979 cũng có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người quen biết, đồng nghiệp hoặc cấp trên, Kỷ Mùi sẽ có cảm giác hài lòng và tự tin về khả năng của mình. Tuy nhiên, Kỷ Mùi 1979 cũng không nên quá lạc quan hay hào phóng khi sử dụng tiền bạc nhé. Kỷ Mùi 1979 lúc này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến tài chính. Kỷ Mùi 1979 cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và dự phòng cho những rủi ro có thể xảy ra. Đặc biệt, Kỷ Mùi không nên vội vã hay thiếu thận trọng khi tham gia vào những dự án lớn, đòi hỏi nhiều vốn và rủi ro cao. Kỷ Mùi 1979 cần phải tìm hiểu kỹ thông tin, phân tích tình hình thị trường, đánh giá khả năng xin lời và rủi ro của từng dự án nhé. Thì Kỷ Mùi cũng nên bắt đầu từ những khoản đầu tư nhỏ để tích lũy kinh nghiệm và kiến thức. Nhìn chung, bản mệnh Kỷ Mùi sẽ có một tháng 3 âm lịch năm 2024 rất thuận lợi về mặt tài chính, nhưng cũng cần phải cẩn trọng và khôn ngoan trong việc sử dụng tiền bạc. Kỷ Mùi 1979 hãy biết cách nắm bắt và khai thác tốt những cơ hội mà thiên đức mang lại cho Kỷ Mùi. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video tháng 3 âm lịch năm 2024, theo các thầy tử vi luận giải thì tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, mã đáo thành danh, công danh sự nghiệp phất mạnh, một bước đổi đời tiền nhiều như nước. Thưa quý cô bác anh chị Kỷ Mùi, sinh năm 1979, một năm có 12 tháng và mỗi tháng lại có rất nhiều ngày, trong đó mỗi người trong chúng ta lại xin in vào những giờ ngày tháng khác nhau. Vậy tháng sinh có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là một phần đặc biệt mà Minh Đường Tử Vi muốn gửi đến quý bản mệnh Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Xin mời Kỷ Mùi sinh năm 1979 cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận mệnh tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 theo tháng sinh, để biết được chúng ta sinh tháng nào là may mắn và ngược lại. Tuy nhiên, vạn vật sinh ra đều có căn nguyên của nó. Chính vì thế, nếu quý bản mệnh là người xin vào ngày tháng không may mắn thì cũng đừng lo lắng nhé. Có câu, đức nhân thắng số. Vận mệnh của Kỷ Mùi sinh tháng 1 âm lịch. Tháng riêng lịch âm là tiết lập xuân, tuổi Kỷ Mùi sinh tháng này được hưởng linh khí đất trời thông minh, hoạt bát, là người tài hoa, có nhiều tài năng về nghệ thuật. Có điều số phận mệnh này không được tổ tiên phù trợ nhiều, cũng không có sự hỗ trợ từ cha mẹ và anh em, mà quý mệnh chủ phải dựa vào chính sức mình để lập nghiệp. Người sinh tháng riêng này có lý tưởng cao xa, có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, mong muốn đạt được nhiều thành công. Quý bản mệnh là người có tài lại có ý chí, cho nên bạn cũng đạt được những bước tiến lớn trong công danh sự nghiệp và sẽ thu hoạch chẳng hề nhỏ chút nào. Vận mệnh của Kỷ Mùi sinh tháng 2 âm lịch. Xem vận mệnh tuổi Kỷ Mùi theo tháng sinh âm lịch thì tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập, tuổi Kỷ Mùi sinh vào thời điểm này trong năm tính tình hòa nhã, ấm áp, cũng là người giỏi ngoại giao, có đường nhân duyên rất tốt, sinh vào tháng 2 âm lịch tuổi Kỷ Mùi dễ được quý nhân giúp đỡ về nhiều mặt trong cuộc sống, ở nhà có cha mẹ, anh em tương trợ, ra ngoài có bạn bè nâng đỡ, dường như quý bản mệnh gặp rất nhiều điều may mắn và thuận lợi, cũng chẳng lo bị dồn đến bước đường cùng bởi khó khăn.
Có được điều đó cũng là nhờ quý bản mệnh thường ngày thân thiện, hòa đồng hay giúp đỡ mọi người, là lẽ nhân quả thường thấy, đường tài lộc của quý bản mệnh trải dài khắp bốn phương. Vận mệnh của Kỷ Mùi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là lúc vào tiết thanh minh, tuổi Kỷ Mùi sinh tháng này nhờ thế mà đầu óc tin anh lanh lợi, thông minh hơn người. Người này nhân duyên cũng rất tốt, họ may mắn được người thân giúp đỡ nhiều, cũng được bạn bè quý mến, vượng vận quý nhân, cuộc đời hạnh phúc an lạc mà không phải trải qua biến cố gì lớn, không phải vượt qua đại nạn gì và có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương, dù là nam mệnh hay nữ, mệnh thì tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 3 âm lịch cũng có trí tuệ hơn người và có sự mẫn cảm cao, phong cách cao sang, tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Quý mệnh chủ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện. Mạng lưới quan hệ xã hội tốt cho nên quý mệnh chủ có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhờ có điều này, danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Vận mệnh của Kỷ Mùi sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, xem tử vi phương Đông thì tuổi Kỷ Mùi sinh vào thời điểm này trong năm có cuộc đời nhiều biến động, sự nghiệp thăng trầm khi lên, khi xuống mà khó về ổn định. Tuy nhiên, người này lại có ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, cho dù đứng trước khó khăn thì cũng không thể nao núng. Dù có phải đối mặt với thách thức lớn đến thế nào thì cũng không để nó đánh gục mình, mà vẫn kiên trì phấn đấu, nhờ thế mà giành được nhiều thành công vang dội. Sinh vào tháng 4 âm lịch, số phận đã định người này tiền vận phải chịu nhiều khổ cực, song từ trung vận trở đi thì chuyển mình. Cuộc đời vinh hoa phú quý chờ đợi phía sau, tuy nhiên, quý mệnh chủ phải trải qua nhiều bước thăng trầm khi được bao người tung hô, khi lại chẳng có ai bên cạnh. Vận mệnh của Kỷ Mùi sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết mang trùng, tuổi Kỷ Mùi sinh tháng này, họ có ý chí kiên cường, tài hoa xuất chúng có thể trở thành người đứng đầu. Thời loạn thì làm đại tướng quân, thời bình làm Trang Tuấn Kiệt và nhận được sự ngưỡng vọng và ủng hộ của rất nhiều người. Tuổi Kỷ Mùi sinh vào tháng 5 âm lịch, được hưởng sự trợ giúp rất nhiều từ phía gia đình, ngày còn thơ bé có cha mẹ anh em. Khi lớn lên có bạn đời làm hậu phương vững chắc giúp quý bản mệnh không ngừng tiến, bước trên con đường công danh, sự nghiệp, lập nên nhiều thành tích lẫy lừng. Có tài, có chí lại được quý nhân ở bên tương trợ, quý bản mệnh sẽ thuận lợi đạt được những mục tiêu trong cuộc sống, cho nên bạn hạnh phúc và lạc quan vô cùng. Cuộc đời của người này may mắn không phải trải qua đại nạn gì và có thể nói cả đời công danh lợi lộc chẳng bao giờ thiếu. Tuy nhiên, một trong những khuyết điểm của tuổi này chính là tính tình nóng nảy và dễ gây chuyện bốc đồng sốc nổi. Chính vì thế bạn cần phải cố gắng cải thiện điều này thì thành công có được sẽ càng dễ dàng hơn. Vận mệnh của Kỷ Mùi sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử, người sinh vào tháng này có tính tình ngay thẳng, hoặc ngôn lanh lợi lúc nào cũng tràn đầy lòng nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vận mệnh tuổi Kỷ Mùi cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tháng sinh, con giáp sinh tháng 6 âm là người dũng cảm, gan dạ chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì, họ tài trí hơn người dễ dàng giành được lòng tin cũng như sự ngưỡng mộ yêu mến của người xung quanh. Tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung, họ hiếm khi làm mất lòng ai, quý mệnh chủ là bậc thầy về cách đối nhân xử thế. Ở trên con đường sự nghiệp thì tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 6 âm có nhiều bạn bè giúp đỡ, có quý nhân tương trợ, nhờ thế mà tìm được nhiều cơ hội để phát triển, cũng giành được nhiều thành công trong công việc. Vận mệnh của Kỷ Mùi sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là tiết lập thu, Kỷ Mùi sinh tháng 7 này thông minh, tài giỏi, có dũng, có mưu, ý chí kiên cường, có khí khái ngất trời, nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nữ nhi cũng chẳng thua kém mấy phần, có tinh thần kiên định, dám nghĩ, dám làm, đã muốn gì là bản mệnh sẽ cố gắng hết sức để làm cho bằng được. Vận mệnh nữ Kỷ Mùi sinh tháng này cho thấy, càng trải qua khó khăn gian khổ thì quý bản mệnh lại càng có nhiều thành công vang dội. Tài hoa và trí tuệ giúp cho bạn trở nên khác biệt với mọi người, có thể trở thành người lãnh đạo mà ai nấy cũng phải ngưỡng mộ và thán phục. Tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 7 âm có sự nghiệp khó tránh khỏi thăng trầm, có không ít lần tưởng chừng thành công thì lại vấp ngã, song quý bản mệnh không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại càng thêm tin tưởng hơn, tự mình rút ra kinh nghiệm và rèn luyện bản thân thành đấu sĩ bất khả chiến bại và đứng dậy ngay từ nơi mình ngã xuống, thoát khỏi những thất bại đau đớn mà lập nên thành công vang dội. Có phúc tướng, quý bản mệnh được hưởng phúc trời như ý cát tường, đã vượng lại càng thêm vượng, cho dù nay phải thì mai tất thành. Vận mệnh của Kỷ Mùi sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm trong năm là tiết bạch lộ, sinh vào tháng này tuổi Kỷ Mùi thông minh là có, nhưng vận bạc tiền lại không được tốt cho lắm, cơ nghiệp cha ông để lại không nhiều cũng chẳng được cha mẹ. Anh em giúp đỡ là bao, may mắn là sau này ra đời có bạn bè quý nhân tương trợ cứu giúp mà thoát bao lần khỏi cửa ải, nguy nan sự nghiệp nhờ thế mà thuận buồm xuôi gió.
Xem vận mệnh của tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 8 này, những khó khăn thời tiền vận sẽ dần chấm dứt khi bước vào trung vận gia đạo hưng thịnh. Phúc lộc có thừa, tuy thông minh nhưng quý bản mệnh có phần nghịch ngợm, lơ là việc học hành nên thành tích không được tốt lắm. Mãi tới sau này thì mới bắt đầu dần dần đi vào nề nếp, chú ý tới đường học, bạn thông minh lại có ý chí đi đúng đường, cho nên chẳng mấy mà tiến bộ không ngừng đạt nhiều thành tích. Vận mệnh của Kỷ Mùi sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàn lộ, sinh vào thời điểm này, trong năm thì Kỷ Mùi phải chịu khá nhiều vất vả khổ cực trong đời. Vận mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh tháng chí âm định sẵn người này khó nương nhờ được phúc của người thân, ra đời cũng kém may mắn hiếm khi có quý nhân nâng đỡ phù trợ, vì vậy rất gian nan. Họ có tài năng nhưng không gặp thời, cho nên khó thành lại nghiệp, họ mang chí lớn nhưng lại chẳng thể làm được những điều mình muốn. Cuộc đời của người này ba chìm bai nổi, phiêu bạc khắp nơi, bôn ba vất vả, cực khổ trăm bề. Nhưng chỉ đủ để nuôi sống bản thân cũng bởi tiền bạc thiếu thốn, cho nên thường ốm đau, bệnh tật, tuy là bệnh nhỏ nhưng không được chữa trị kịp thời. Tới tuổi hoa niên sức khỏe đã kém, không được khỏe mạnh cường phúc tuổi già trời sinh tài hoa, chỉ hận người tài không gặp đúng thời cơ. Chẳng được như bá nha, tao ngộ tự kỷ nền tảng gốc rễ chẳng được bằng người, cho nên lập nghiệp khó khăn. Song ở đời nhiều điều khó đoán định, người có công lao thì ắt được hưởng thái bình. Ý chí vươn lên không ngừng nghĩ của quý bản mệnh có thể khiến số phận thay đổi, được hưởng vận may. Vận mệnh của Kỷ Mùi sinh tháng 10 âm lịch. Thì sinh vào tháng 10 âm, tháng này vào tiết lập đông, tuổi Kỷ Mùi sinh tháng này có số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa phú quý mấy ai bằng, cơ nghiệp không thể trông chờ anh em thân thích, chẳng giúp đỡ được nhiều. Song bằng chính tài hoa của mình, bằng trí tuệ sáng tỏ hơn người, quý bản mệnh gây dựng được sự nghiệp trong tay và có thêm quý nhân giúp đỡ. Càng giống như hổ mọc thêm cánh, con đường hoan lộ rộng mở vô chừng, đạt được vị thế có bao người tôn kính, con đường hoan lộ rộng mở, quý bản mệnh có tài về đường văn chương khiêm nhường thanh cao, chẳng mang đến đôi tranh cuộc đời, công danh sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, bỗng lộc nhiều vô kể, được lộc trời cho hưởng phúc an lạc, hậu vận tốt đẹp. Về tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trúng vào tiết Tệ Tuyết, tuổi Kỷ Mùi sinh tháng này cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, song sự nghiệp chẳng mấy thành công. Sinh vào tháng 11 âm lịch trong năm thì tuổi Kỷ Mùi không có tổ nghiệp giúp đỡ về của cải, cho nên bạn khó có thể dựa vào cha mẹ hay anh em, không giúp đỡ được nhiều. Cũng chẳng có nhiều bạn bè hay quý nhân nâng đỡ, cho nên cả đời trôi qua bình lặng, không có nhiều điểm vượt trội, tài lộc trong đời không phải không có. Thậm chí có phần sung túc, có của ăn của để, nhưng vì sự nghiệp không được như ý muốn, cho nên Kỷ Mùi sinh tháng 11 âm thì vẫn có phần không được thỏa mãn. Bất đắc chí, tinh thần bị vây khốn, quý mệnh chủ vì thế cảm thấy không thuận tâm, dù người xung quanh có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng là vận mệnh của tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trong năm theo lịch vạn niên, đây là tiết tiểu hàn, vận mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh vào thời điểm này có nhiều điều đáng nói, tiền vận mọi sự khó khăn. Cho dù quý mệnh chủ có gắng nỗ lực rất nhiều là đó, nhưng khó giành được thành công bởi có nhiều điều cản trở phía trước, sóng gió đến không ngừng. Cuộc đời thăng trầm bất định, nhưng nhờ vào ý chí kiên định và tinh thần vượt khó mà bạn không bao giờ chịu lùi bước mà luôn cố gắng tiến về phía trước. Cho nên tới trung vận cuối cùng cũng sẽ mây quang thấy mặt trời, danh lợi song toàn, hậu phận phúc thọ đủ đầy, chớ thấy khó khăn bủa vây mà đã vội lùi bước, đừng thấy tiền đồ u ám mà nản lòng. Không muốn tiếp tục phấn đấu bởi bạn không thể biết được những điều gì đang chờ đợi mình trước mắt, người có lòng thì trời sẽ chẳng phụ lòng công sức bạn bỏ ra, rồi sẽ được đền đáp đúng như mong muốn. Kính thưa quý cô bác anh chị, đời người có vay có trả, luật nhân quả không chừa một ai, đối với mọi sự trên đời đều theo lẽ này. Luật nhân quả trong tình yêu có lẽ là thứ nhân quả dễ nhận ra nhất, cũng đến sớm nhất, không cần mất nhiều thời gian đâu. Ta lấy gì của người sẽ được hồi đáp nguyên vẹn, tình yêu thứ tình cảm mà sâu thẳm trong mỗi con người đều khát khao mong chờ và mê đắm. Giữa dòng đời đông đúc ai cũng muốn tìm thấy một người mang tới nụ cười niềm vui và sự bình an trong lòng. Đời muôn ngàn hướng, tình trăm ngàn lối, mỗi người đều có lựa chọn riêng. Con đường riêng để tìm tình yêu, chỉ là dù đi đường nào thì cũng không thoát khỏi luật nhân quả trong tình yêu. Người gian dối sẽ gặp người dối gian, người chân thật sẽ tìm thấy chân tình. Hẳn là sẽ nhiều người không tin, hẳn là sẽ nhiều người cho rằng đó chỉ là lý thuyết suông, không có giá trị hữu dụng. Đó là vì nhân quả đến thì ta chưa biết đấy là nhân quả đến nhưng ta lại cho đó là số phận, là rủi ro, là điểm ông trời không thương xót. Rồi ngồi than thân trách phận, chửi đời, chửi người, có mấy ai đường tình chắc trở mà tự kiểm điểm lại mình. Mượn chút lý lẽ nhà Phật, xin mạng phép bàn chút về nhân quả, về tình yêu, về những điều tưởng vô lý mà có lý nhất trên đời.
hiểu lời Phật dạy về nhân quả trong tình yêu để sống một cuộc đời trọn vẹn, vạn sự tùy duyên, không phải chỉ người theo Phật, hướng Phật mới biết tới đạo lý này. Chắc hẳn hầu như ai đó cũng từng nghe từng thấy, từng đọc ở đâu đó bốn chữ, vạn sự tùy duyên. Mỗi con người mỗi tình yêu đến với đời ta đều vì chữ duyên, duyên đến hoa nở, duyên đi hoa tàn, không cưỡng cầu được, thế mới có chuyện. Hai người xa lạ vô tình gặp nhau giữa triệu triệu người mà lại cảm mến nhau, trở nên gần gũi thân thuộc, thế cũng mới có chuyện. Hai người tưởng chừng không thể chia lìa, đầu gối tay kề sớm tối mà cũng có ngày lạc nhau giữa biển trời mênh mông, thành người dưng nước lạ, nhưng duyên vì đâu mà đến, vì đâu mà đi, chẳng phải vì đó là nghiệp, là báo, hay chính là luật nhân quả trong tình yêu đó sao? Vì sao ta gặp người này mà không gặp người kia? Chẳng phải vì tình yêu của chính ta hay sao? Nếu bạn yêu vật chất thích hư vinh, vậy người dẫu tốt mà giản dị có ở ngay trước mặt bạn cũng chẳng màng. Nhưng người hào hoa, bóng bẫy thì thoáng qua thôi cũng quyết đuổi theo. Nếu bạn ưa hình thức mê cái đẹp thì người dẫu chân thành nhưng kém nổi bật có ngõ lời. Ngõ ý bạn cũng chẳng quan tâm mà cố tìm cho được đối tượng theo tiêu chuẩn. Mỗi người có quan điểm tình yêu khác nhau, lý tưởng về tình yêu khác nhau. Nên duyên đến cũng khác nhau, không tìm người tốt nhất chỉ mong người phù hợp nhất. Sự phù hợp ở đây chính là nhân quả. Mơ ước tình yêu ngọt ngào sẽ gặp người lãng mạn. Mơ ước tình yêu đơn giản sẽ gặp người chân thành. Mơ ước tình yêu giàu có sẽ gặp người biết lợi dụng. Duyên vốn do người tạo không thể trách được trời. Gieo nhân nào gặt quả ấy, nhân quả báo ứng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời con người. Luật nhân quả trong tình yêu thì cũng như bao luật nhân quả ở đời. Làm thiện hưởng thiện, làm ác chịu ác, có ai từng tự hỏi tại sao mình lại khổ đường tình như thế, yêu người không yêu mình. Theo đuổi người ta kiên trì bền bỉ mà vẫn bị phủ phàng, phải chăng trong những ngày tháng trước ta đã vô tình làm tổn thương một người khác. Gặp gỡ rồi chia ly, tình yêu không có đúng sai, nay ta yêu người này, mai ta yêu người khác. Sự thay đổi của cảm xúc hoàn toàn không phải điều gì quá đáng, có quá đáng chỉ là thái độ, cách hành xử của mỗi người, lười dối, phản bội, không chân thành, thiếu kiên nhẫn, vụ lợi, tệ bạc đều không phải lỗi cả việc tình yêu thay đổi, mà là lỗi của những nhân cách bị khiếm khuyết, đừng vịn vào cớ hết tình nên đối xử tệ với nhau. Không còn tình yêu nhưng luôn có tình người đủ để thẳng thắn tôn trọng và dành cho nhau những ấn tượng tốt đẹp sau cuối. Nhân quả trong tình yêu thường đến sớm, ngay khi ta phụ một người, thì tức là ta đã gieo nghiệp ác tự biến mình thành kẻ vô đạo đức, vô lương tâm, chuyện sau này chưa bàn trước mắt trong lời người thiên hạ, ta đã chẳng phải một người đáng trọng. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung tháng 3 âm lịch năm 2024. Theo các thầy tử vi luận giải thì tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, mã đáo thành danh, công danh sự nghiệp phất mạnh, một bước đổi đời, tiền nhiều như nước. Từ đội ngũ biên tập kênh trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý cô bác anh chị thông cảm hoan hỉ đồng hành và góp ý. Đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý cô bác anh chị Kỷ Mùi sinh năm 1979 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ ác sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Kỷ Mùi sinh năm 1979 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.